Sáng nay ngày mùng 10 tháng 10, hai đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cùng phối hợp xử lý xe máy di chuyển trên tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn đi qua địa bàn hai quận là Hai Bà Trưng và Đống Đa. Bất chấp nguy hiểm và không tuân thủ luật pháp, phóng viên đã ghi lại được nhiều hình ảnh hàng dài xe máy nối đuôi nhau di chuyển ngược chiều ngay trên đường vành đai, tuyến đường vốn chỉ cấm các loại phương tiện này mà lại trốn tránh lực lượng chức năng để không bỏ lọt các vi phạm lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn ở nhiều vị trí lối lên xuống đường vành đai và thậm chí còn cắt cử một số tổ công tác xử lý nóng tại các phương tiện vi phạm ngay trên đường vành đai mặc dù vậy thì rất nhiều người dân vẫn liều lĩnh quay xe di chuyển ngược chiều ngay khi thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông Dòng xe chạy ngược chiều được các tài xế ô tô ghi lại bằng camera hành trình lên tới hàng chục phương tiện. Đáng chú ý, những người vi phạm khi đi vào làn đường cấm xe máy còn ngang nhiên cướp đường lấn làn của các phương tiện ô tô. Nhiều người quay xe gấp cũng đã khiến không ít tài xế hốt hoảng, thậm chí phải chủ động nhường đường để tránh xảy ra va chạm. Được biết là đường đành vành đai 2 trên cao có thiết kế với 4 làn xe ở hai chiều, tốc độ lưu thông tối đa là 80 km/h, đoạn cầu đoạn đoạn cầu nhánh thì là 60 km/h. Trong khi đó đường vành đai 3 thì cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị. Cả hai đường vành đai 2 và vành đai 3 đều là đường chỉ dành cho ô tô nên việc các xe máy di chuyển rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Những hình ảnh một lần nữa nhắc nhở những người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, đi đúng phần đường và làn đường của mình.